gì? Cá dồ. Cá dồ. Sao nó trắng như vậy ta? Cá dồ thả. Trắng tươi luôn ha. Ồ. Cá dồ. Cá dồ hay cái gì mà trắng tươi luôn á. Chú dồ kìa. Không. Cái gì á? Cá này cái đuôi bự là đuôi cá, đuôi cá dứa, cá dồ gì đó, cá gì á. Cá dồ. Cái đuôi là đuôi cá dồ, cá dồ. Này cá dồ. Bự quá trời ha. Cá dồ bự quá chú. Chụp được không? Ồ, con cá dồ, đúng rồi đó. Ừ, quá chạy rồi kìa. Có đếm luôn á. Ừ. Ờ, có giật chụp được rồi, cái này nó bị lờ đờ lờ đờ rồi. Ồ, là ông nội cho chứ lờ. Không phải lờ đờ đâu, nó tại nó thân thiện. Cá dồ đếm. Chui ra này. Ồ, nó ra luôn rồi. Nó thấy nó giạt ra. Nó lặn không? Lặn rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi chú. Đúng rồi ông làm như là nó sao không lẽ bay xuống ông tài bay xuống rồi chứ chắc cũng lâu lâu mới thấy được rồi rồi cây này rồi đập cá chết dễ gì nó nhanh lắm nhanh lắm rồi mất tiêu các bạn. Đang Bến Ninh Kiều phát hiện con cá rất là bự luôn. Mà bây giờ mất tiêu rồi. Ừ. Mình sợ dưới đây mình đón nó có xu hướng nó có xu hướng đi dưới này nè. Mình ở đây mình đón nó. Không đập một cái lại gì. Chó mất tiêu luôn rồi. Sợ quá nó trốn mày. Đây mình đón là thế này nó cũng vô lại. Tiêu rồi.